Em thấy là anh chỉ em làm được đó, nhưng mà còn cái mà ChatGPT là tại vì em cũng chưa có biết, nên là để mà lấy được cái nội dung của cái video mà thấy nó hấp dẫn thì em chưa biết cách. Nhưng mà nếu như mà cái cách sử dụng mà cái của cái Victory á thì em thấy là anh chỉ rất kỹ và em có thể là tự làm được. Ok nha. Đây cái ứng dụng cái Chat GPT nó quá đơn giản, quá dễ. Đầu tiên mình đăng nhập vào Chat GPT nha. Đấy. Sau đó là mình qua cái phần yêu cầu của khách hàng đây. Đây là cái ví dụ yêu cầu của một cái bên họ cho mình cái dữ liệu để mà mình làm cái video. Đấy, đây là cái yêu cầu cái mô tả của họ, nó rất là ngoặt. Mình copy cái mô tả của họ nha. Xong đó là mình dán vào bên chỗ Chat GPT. Đấy, copy này. Đấy, sau đó là gì ạ? Dán vào nó sang cái phần Chat GPT nhé. Đấy, nhưng mình sẽ viết rằng nó là gì ạ? Viết lại cho tôi đấy cái đoạn văn bản này đấy, để làm quảng cáo đấy, để làm video quảng cáo trên YouTube đấy, xong hai chấm dán cái đoạn văn bản vào trên Enter đấy. Thế là sao ạ? Nó tự động nó viết cho mình cái kịch bản YouTube luôn, nó hiểu rằng là phải viết YouTube đấy, cho nên là gì ạ? Nó viết kịch bản đúng để cho người đọc ở trên YouTube luôn. Đấy, và rất là nhanh luôn. Đó, ok không? Anh chị em thấy tốc độ cực kỳ nhanh. Đấy, rất nhanh, đúng chưa ạ? Rồi, sau đó thì sao ạ? Mình copy cái phần này gửi cho khách hàng. Mình nói rằng là em đã viết lại cho anh phần kịch bản YouTube rồi đây, anh duyệt giúp em. Ok chưa? Đấy, khách hàng rất là bất ngờ vì là gì ạ? Mình từ những cái dữ kiện của họ mà mình có thể là gì ạ? Đưa ra một kịch bản cực kỳ là hay và sáng tạo. Đấy, bây giờ mình gửi tạm vào trong cái đoạn chat ở đây, gửi vào cloud đi. Đấy, thì mình gửi tạm vào đây nhé. Đấy, thì mình gửi vào khách hàng này. Đấy, bạn đang đấy, thấy chưa? Đấy, xong mình muốn mình lại tạo ra một cái mới. Đấy, nó lại viết ra một cái mới, hoàn toàn mới luôn. Mỗi lần nó viết ra một kịch bản khác nhau nhé. Đấy, anh em thấy không ạ? Bạn đang tìm kiếm một giải pháp cho việc xử lý nước ở trong gia đình, nguồn nước máy chưa qua xử lý trong chứa nhiều tạp chất và gây ô nhiễm là bla bla. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, xong rồi mình lại sang, mình quay trở lại, mình xem nó làm ra cái mới, mình lại copy đấy. Ở đây mình nhìn thấy này, bạn đang phải đối mặt với một tình trạng nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm chứa nhiều cặn bẩn và tạp chất, khiến cho các thiết bị trong gia đình của bạn bị ố vàng, bám cặn và tắc nghẽn. Điều này không tốt cho sức khỏe. Đấy, thì bây giờ mình lại copy cái kịch bản này đó, mình lại gửi cho khách hàng. Nhưng mà đây là gì ạ? Em tạo thêm cho anh một kịch bản nữa để gì ạ? Để cho anh lựa chọn. Anh chị em thấy không ạ? Cần của mình sao ạ? Phải tạo thêm một kịch bản nữa. Bây giờ anh chị em tưởng tượng là mình tạo ba cái kịch bản khác nhau, ba kịch bản khác nhau từ cái dữ kiện họ đưa cho mình chỉ trong có gì ạ? Trong có tích tắc như vậy, thì anh chị em thấy là khách hàng có wow không? Quá là wow luôn này, đúng không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? À, cái kịch bản số 3 này, đấy là xong rồi này. Mình lại copy này, mình lại gửi cho khách hàng. Đấy, anh chị em thấy ba kịch bản khác nhau hoàn toàn nhé. Không kịch bản nào giống kịch bản nào. Đấy, anh chị em thấy ok không ạ? Quá là đỉnh luôn, đúng chưa? Ổn không? Quá tuyệt luôn. Đấy, thế thôi, đơn giản nhỉ. Không phải suy nghĩ gì, biết dài dòng. Chả phải suy nghĩ. Dạ, dễ.